Focus RC2 Test 3. Câu 147 đến câu 148 đây là một cái advertisement, quảng cáo ha. Câu 147, cái điều gì đang được quảng cáo? Xe bán trước nha câu A. New locations, những vị trí địa điểm mới của một cái cửa hàng. Câu B, promotional offer, cái sự khuyến mãi về mặt hàng footwear là giày dép. Câu C, cái giờ hoạt động của một doanh nghiệp mới được extended, được kéo dài. Câu D, refunds, tiền hàng lại cho những cái sản phẩm bị cancel, bị hủy. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò cái bài này xem cái gì đang được quảng cáo em nhé. It's time, đã đến lúc cho cái đợt sale giảm giá annual hàng năm tại Sugo. Buy one pair, mua một đôi có thể mua cái đôi tiếp theo được giảm 40%, mua đôi thứ ba được giảm 50%, mua đôi thứ tư được giảm 60%. Chúng tôi bán footwear, giày dép thiết kế latest, mới nhất ở cái giá được giảm. Vậy chắc chắn nó đang quảng cáo về cái đợt giảm giá về mặt hàng giày dép tại một cái cửa hàng phải không nào? Vậy đáp án là câu B ha. Promotional offer, cái sự khuyến mãi hay là cái đợt khuyến mãi cho mặt hàng giày dép. Đáp án là câu B được không nào? Câu 148, cái điều gì không được chỉ ra, không được nói về Sugar? Đó là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc vào từng đáp án em nha. Câu A trước nào. Nó sẽ accept, chấp nhận cái việc thanh toán bằng check, bằng tờ check. Và từ khóa chính là check. Form nào em dò xem có không? Ở đây form nào, em đọc câu này nha. Chúng tôi chấp nhận cash, tiền mặt nè, tờ check nè, và thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Vậy câu A có đề cập đến form nào? Rồi tiếp nha câu B. Nó có cái brand, cái nhãn hiệu, cái loại credit card, thẻ tín dụng riêng của nó. Em dò xem có thẻ tín dụng riêng hay không. Ở đây có từ credit card nè, em đọc thử đi. Mở một cái tài khoản thẻ tín dụng Sugo thì được giảm thêm 10%. Vậy nó có cái thẻ tín dụng riêng của nó phải không nào? Vậy là câu B có nói đến luôn ha. Tiếp câu C. Nó sẽ match, làm cho cái giá của nó bằng với giá của đối thủ. Vậy từ khóa chính là competitors prices form nào? Em dò xem có nói gì đến cái giá cả của đối thủ hay không. Đoạn này lại không có nói rồi nè, form nào, giờ tiếp đi em. Cái này cũng không có nói ha. Rồi, không thấy form nào. Rất có thể đáp án là câu C ha. Nhưng để chắc hơn thì mình dò tiếp câu D đi em. Nó operates, nó mở, nó hoạt động cái cửa hàng ở hai địa điểm khác nhau. Vậy từ khóa chính là locations form nào? Em dò xem có không. Ở đây form nào có từ locations, các địa điểm, vị trí của Sugo. Em dò xem có mấy địa điểm. Có hai cái phải không nào. Vậy câu D có đề cập luôn ha. Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi em? Là câu C, được không nào? Sự cùng nhau hệ thống là những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Đây là một cái quảng cáo. It's time, đã đến lúc cho cái đợt sale giảm giá annual là hàng năm ha. Đợt giảm giá hàng năm tại cửa hàng Sugo. Buy one pair, mình có từ pair là đôi hay là cặp đem. Mua một đôi thì có thể mua cái đôi tiếp theo được giảm 40%, mua đôi thứ ba được giảm 50% và mua đôi thứ tư được giảm 60%. Chúng tôi bán footwear là giày dép nói chung ha. Footwear, giày dép. Chúng tôi bán những cái mẫu giày dép thiết kế latest, mới nhất tại cái giá được giảm. Bạn sẽ không thể tìm thấy anywhere, ở bất kỳ đâu, một cái selection. Mình có từ selection là sự lựa chọn ha. Bạn sẽ không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu cái sự lựa chọn nào tốt hơn về kiểu dáng và màu sắc. Additionally, thêm vào đó hay là bên cạnh đó, thì cửa hàng Sugo cũng có a variety of, là đa dạng đấy. Cửa hàng này cũng có đa dạng những kích cỡ giày dép người lớn khác nhau, dành cho cả nam và nữ. Cái đợt giảm giá sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 8, vì vậy hãy mua sắm cùng với chúng tôi ngay ngày hôm nay. Mở cửa hàng ngày từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Chúng tôi chấp nhận cash là tiền mặt nè, checks là tờ check, từ ngân phiếu đó, và credit card và debit cards. Mình có từ credit card đó là thẻ tín dụng, còn debit card là thẻ ghi nợ. Hầu hết những cái thẻ ATM của mình đó, là thẻ debit card, là thẻ ghi nợ, có nghĩa là trong cái thẻ của mình có cái số tiền là bao nhiêu thì mình đi mua sắm mình chỉ có thể dùng cái khoản tiền bao nhiêu đó thôi. Còn credit card, ví dụ khi mình đi mua sắm mà cái số tiền mua sắm nó vượt quá cái số tiền mình có trong cái credit card thì mình vẫn có thể mua. Và cái số tiền mà bị thiếu là do ngân hàng cho mình vay ha. Và sau một tháng hoặc là sau một cái khoảng thời gian quy định nào đó, mình sẽ trả cái số tiền này lại cho ngân hàng và thường nó có lãi. Được không nào? Đó là sự khác nhau giữa credit card và debit card ha. Vậy của nó là credit card là thẻ tín dụng, còn debit card là thẻ ghi nợ. Được không nào? Rồi, mở một cái tài khoản thẻ tín dụng của Sugo thì được giảm giá thêm 10%. Locations là vị trí, địa điểm nè. Những vị trí địa điểm của cửa hàng Sugo có hai địa điểm, ở hai địa chỉ này, phải không nào? Rồi, tiếp câu 147. Câu B mình có từ promotional. Promotion có 3 nghĩa. Thứ nhất là thăng tiến, thứ hai là quảng cáo và thứ ba là khuyến mãi. Ở đây có nghĩa là khuyến mãi đây.
Promotional offer, một cái đợt khuyến mãi, một cái sự khuyến mãi cho mặt hàng giày dép ha. Câu C mình có từ extend, có nghĩa là kéo dài đó. Extend, kéo dài ha. Câu D mình có từ refunds, là tiền hoàn lại hay là hoàn tiền lại. Cancel là hủy bỏ nè. Vậy câu D là hoàn tiền lại cho những cái sản phẩm bị hủy. Câu 148, câu B mình có từ brand, là nhãn hiệu ha. Rất là hay gặp. Brand, nhãn hiệu. Rồi. Câu C mình có từ competitors, là đối thủ cạnh tranh đó. Câu D mình có từ operate, là vận hành hay là hoạt động ha. Câu D có nghĩa là nó vận hành, nó hoạt động những cái cửa hàng, có nghĩa là mở những cái cửa hàng hay nó có những cái cửa hàng ở hai địa điểm khác nhau, ở hai vị trí khác nhau, được không nào? Câu 149, câu 150 đây là một cái chuỗi tin nhắn ha. Câu 149, vào lúc 4:43 thì Miss Lauren có ý là gì khi bà ấy viết Nothing major, sẽ bán trước nha cậu A. Một cái mặt hàng đã bị damage, bị hỏng slightly, nhẹ. Câu B, công ty của cô ấy thì không có bán những cái mặt hàng in bulk. Câu C, không có mặt hàng nào mới được đưa vào trong cửa hàng. Câu D, không có cái issue, vấn đề serious, nghiêm trọng nào với lại cái request, cái yêu cầu mua hàng. Sau đây mình sẽ cùng nhau xem 4:43 đang ở vị trí nào em nha. Ở đây form nào. Đây, nothing major. Để hiểu được câu này có ý là gì á, mình phải đọc cái tin nhắn ở phía trước em. Đọc từ tin nhắn lúc 4:32 luôn nha, cùng đọc nào. Susan Learn nói rằng, xin chào Mr. Watchtail, tôi là Susan Learn từ công ty Office Interiors, công ty nội thất văn phòng Sigerson. Tôi đã nhận được cái mẫu đơn đặt hàng, bạn đã email chúng tôi vào sáng hôm nay, nhưng tôi có một số câu hỏi dành cho bạn. Mr. Watchtail nói rằng, hello Susan, tôi hy vọng là sẽ không có vấn đề gì với lại cái đơn hàng này. Susan Learn nói rằng, nothing major, không có gì lớn cả, có nghĩa là không có gì nghiêm trọng xảy ra với đơn hàng này cả. Chỉ là bạn đã ghi cái brand, cái nhãn hiệu ưa thích của bạn cho cái, những cái ghế văn phòng, nhưng mà không có chỉ ra là bạn cần bao nhiêu cái. Vậy nothing major có nghĩa là không có gì lớn, không có gì nghiêm trọng xảy ra với đơn hàng cả, phải không nào? Chỉ là quên ghi, không có ghi cái số lượng mà cần thôi. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu đi, phải không nào? Không có cái issue, cái vấn đề serious, nghiêm trọng gì với lại cái yêu cầu mua hàng cả, có nghĩa là với cái đơn hàng cả, được không nào? Câu 150, Mr. Watchtail không quan tâm đến việc mua cái gì. Đây là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc vào từng đáp án em nha. Câu A trước nào. Conference table, bàn hội nghị, em dò xem có không. Dò tiếp cho lúc nãy nha em. Đoạn này không có phải không nào. Đoạn tiếp theo cũng không có luôn. Đoạn này, à có từ conference table này em. Đọc tin nhắn này thử em nha. Susan Learn nói rằng perfect. Also, bên cạnh đó thì liên quan đến cái bàn hội nghị Bainbridge mà bạn đã yêu cầu. Vậy có nghĩa là Mr. Watchtail có yêu cầu mua cái conference table, phải không nào? Vậy là câu A có ha. Tiếp câu B, một số cái ghế văn phòng có không? Có, phải không nào? Lúc nãy mình đọc rồi. Tiếp câu C, projection screen là cái màn chiếu, em giờ xem có không? Giờ tiếp nha, ở đây không có, phải không nào? Ở đây cũng không có luôn, đoạn cuối cùng đi em. À, đây có từ projection screen nè, em đọc câu này thử nha. Susan Lynn nói rằng, tôi sẽ ghi chú lại những cái thông tin đó. Chúng tôi sẽ có thể deliver, giao mọi thứ trước sáng thứ ba. Tuy nhiên cái màn chiếu á, thì đang được custom build, đang được làm, đã được chế tạo theo yêu cầu. Vì thế nó sẽ không đến đó cho đến thứ năm. Vậy có nghĩa là Mr. Watchtail cũng có mua màn chiếu, phải không nào? Vậy đáp án chỉ có thể là câu nào thôi em? À, câu đi ha, là một số cái bàn làm việc. Em thử dò xem có work desk hay không. Ở đây có từ desk, phải không nào? Em đọc thử câu này nha. Actually, thật sự là tôi quan tâm đến lại đến cái cedar version. Nó sẽ phối ở đó là hợp với lại những cái desk, những cái bàn còn lại và những cái nội thất trong văn phòng. Vậy có nghĩa là những cái desk này đã có sẵn trong văn phòng rồi em. Vậy đáp án chỉ có thể là câu nào thôi? Là câu D ha, là cái mà Mr. Watchtail không có mua, được không nào? Sẽ cùng nhau hệ thống lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Tiếng đầu tiên từ Susan Learn. Xin chào Mr. Watchtail, tôi là Susan Learn từ công ty Office Interiors. Mình có từ interior là cái phần ở bên trong, hoặc có nghĩa là đồ nội thất ha. Từ công ty nội thất văn phòng Sirisen, tôi đã nhận được cái mẫu đặt hàng của bạn email cho chúng tôi vào sáng hôm nay, nhưng tôi có một số câu hỏi muốn hỏi bạn. Justin Watchtail, hello Susan, tôi hy vọng rằng sẽ không có vấn đề gì với cái đơn hàng này. Susan Learn, nothing major, mình có từ major là lớn, chính hay là quan trọng đi. Không có vấn đề gì lớn, không có vấn đề gì quan trọng, nghiêm trọng cả, chỉ là bà đã ghi ra cái brand, mình có từ brand là nhãn hiệu đi. Bạn đã ghi ra cái nhãn hiệu ưa thích của bạn cho những cái ghế văn phòng, nhưng đã không có indicate là chỉ ra đây. Indicate, chỉ ra ha. Không có chỉ ra là bạn cần bao nhiêu cái. Justin Watchtail, xin lỗi về điều đó. Hold on, chờ một chút.
để tôi kiểm tra xem có bao nhiêu cái ghế cũ mà chúng tôi hiện tại đang có. Justin Rochdale, dường như là chúng tôi cần 18 cái. Susan Lauren, perfect, tốt quá. Bên cạnh đó thì liên quan đến hay là về cái bàn conference là hội nghị đi. Mình có từ conference là hội nghị ha. Về cái bàn hội nghị Bainbridge mà bạn yêu cầu thì nó có đa dạng những cái materials là chất liệu đi. Chất liệu hay là nguyên liệu ha. Nó có đa dạng những cái chất liệu nguyên liệu khác nhau. Nếu bạn kiểm tra website của chúng tôi thì có những cái bức ảnh về những cái bàn thuộc pine là gỗ thông nè, bằng gỗ thông ha. Oak là gỗ xoài và cedar là gỗ tuyết tùng. Prices, những cái giá thì vary, mình có từ vary, động từ là khác hay là khác nhau đi. Cái giá thì khác slightly là nhẹ, là khác một chút đó ha. Bạn có thể cho tôi biết cái, bạn thích cái nào hơn hay không? Justin Watchtail, actually, thật sự hay là thật ra thì tôi quan tâm, tôi thích cái mẫu bàn bằng gỗ tuyết tùng. Nó sẽ coordinate, mình có từ coordinate là phối hợp đi. Phối hợp ha. Nó sẽ phối hợp well, là phối hợp tốt, có nghĩa là rất là hợp với lại những cái bàn và những cái furnishings là đồ nội thất, đồ đạc nội thất đem, với những cái bàn và những cái đồ đạc khác ở trong văn phòng. Susan Learn, tôi sẽ ghi chú lại cái thông tin này và chúng tôi sẽ có thể deliver. Mình có từ deliver là giao hàng đem, động từ deliver là giao hàng ha. Chúng tôi sẽ có thể giao hàng mọi thứ, có thể giao mọi thứ, tất cả mọi thứ trước sáng thứ ba. However, tuy nhiên, cái projection screen là cái màn chiếu á, thì đang được custom built. Mình có từ custom built là làm hay là chế tạo theo yêu cầu riêng của khách hàng ha. Tuy nhiên, cái màn chiếu thì đang được làm, đã được chế tạo theo yêu cầu của khách hàng, vì thế nó sẽ không đến đó, nó sẽ không được giao cho đến ngày thứ năm. Có nghĩa là thứ năm thì mới được giao tới ha. Tôi sẽ email cho bạn cái final invoice. Mình có từ invoice là hóa đơn đen. Tôi sẽ email cho bạn cái hóa đơn cuối cùng sau vào ngày hôm nay. Câu 149. Câu A mình có từ damage. Damage động từ là làm hư, làm hỏng ha. Câu A là một cái mặt hàng, một cái món đồ á, đã bị làm hỏng nhẹ, làm hư nhẹ rồi hôm nào. Rồi câu B mình có từ in bulk là số lượng lớn. In bulk là số lượng lớn ha. Câu B là công ty của cô ấy thì không có bán những cái mặt hàng, những cái món đồ số lượng lớn. Rồi câu D mình có từ serious issue. Issue là vấn đề, serious là nghiêm trọng đi. Nghiêm trọng ha. Ngoài ra serious có nghĩa là nghiêm túc nữa. Nói về tính cách thì có nghĩa là nghiêm túc ha. Còn về vật thì có nghĩa là nghiêm trọng. Vì vậy, a serious issue là cái vấn đề nghiêm trọng ha. Câu đi là không có vấn đề nghiêm trọng gì với cái yêu cầu mua hàng cả. Rồi, ok. Câu 151 đến câu 152, đây là một cái notice, thông báo ha. Câu 151, why, tại sao cái thông báo này được viết? Đây là dạng câu hỏi về mục đích của thông báo, phải không nào? Đối với dạng này thì mình đã bán trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối của thông báo nha. Câu A, to sell, để bán một chiếc xe đã qua sử dụng. Câu B, to advertise, để quảng cáo những cái dịch vụ sửa chữa. Câu C, để tìm một chiếc xe đang được bán, có nghĩa là tìm mua một chiếc xe đây. Câu D, để thông báo hay là công bố về chính sách thuê. Rồi bây giờ mình sẽ dọc cái đoạn đầu của thông báo trước em nha. Posting, một bài đăng ở cái bulletin board, cái bảng tin của nhân viên công ty này ha. Wanted, muốn một chiếc xe đã qua sử dụng, còn trong tình trạng điều kiện tốt, hãy liên hệ Roy Long. Số nội bộ là như đây ha. Bài đăng thì có hiệu lực từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6. I'm looking for, tôi đang tìm kiếm một used car, một chiếc xe đã qua sử dụng, còn trong cái điều kiện, cái tình trạng tốt cho con trai của tôi. Nó sẽ vào đại học vào mùa thu này. Vậy thì em xem nè. Vậy mục đích của cái thông báo là đang tìm mua một chiếc xe đã qua sử dụng, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Có nhiều bạn vội vàng đánh câu A bởi vì câu A có từ used vehicle là xe đã qua sử dụng. Nhưng câu A là gì em? Là bán một chiếc xe. Còn cái chỗ này là đang tìm mua một chiếc xe mà. Vậy đáp án là câu C ha. Đang tìm một chiếc xe để mua, được không nào? Câu 152, what is not true? Điều gì không đúng về Mr. Long? Đây là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc vào từng đáp án em nha. Câu A trước nào. Ông ấy concerned, lo lắng về cái safety là cái sự an toàn. Về từ khóa chính là safety, phải không nào? Rồi em dạy xem có không. Ở đây có từ safety, phải không nào? Đọc câu này thử nha. Tôi thích những cái features, tính năng như là anti-lock brakes và airbags. For, vì cái sự an toàn của con trai tôi. Vậy là ông ấy có lo lắng về cái sự an toàn, phải không nào? Câu ai đúng ha? Tiếp câu B nào. Ông ấy thích một cái mẫu xe particular là cụ thể đây. Ông ấy thích một cái mẫu xe cụ thể. Rồi em dò xem có cái mẫu xe cụ thể nào không.
Ở đây có từ the brand là nhãn hiệu của xe nè, em đọc thử nha. The brand of the car, cái nhãn hiệu của xe thì không có quan trọng, as long as, miễn là nó không cần phải sửa chữa gì nhiều, không cần phải sửa chữa gì nghiêm trọng. Vậy là câu B có đúng không em? Ông ấy đâu có thích một cái mẫu xe cụ thể nào đâu, phải không? Cái nào cũng được, miễn là không có cần phải sửa chữa gì nghiêm trọng là được. Vậy là câu B là không phải rồi nè, phải không? Rất có thể đáp án là câu B, nhưng để chắc hơn thì mình giải tiếp câu C và câu D đi em. Câu C, ông ấy có thể perform, thực hiện những cái sửa chữa nhỏ nhỏ. Minor là nhỏ đó. Vậy từ khóa là minor fixes, phải không nào? Em dò xem có không. Ở đây có từ minor nè em. Ở đây có từ fix nữa, đọc câu này thử nha. Những cái dents và những cái scratches mà nhỏ đó thì cũng ổn, bởi vì tôi có thể sửa chúng. Vậy có nghĩa là câu C đúng, phải không nào? Rồi tiếp câu đi ha. Ông ấy có một đứa con trai mà nó sẽ tham gia, nó sẽ vào học đại học. Có luôn, phải không nào? Để mình đọc rồi. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu B là không đúng ha. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Đầu tiên mình có từ bulletin board là bản tin đi. Posting, bài đăng trên bản tin của nhân viên công ty này. Wanted, đang muốn, đang tìm một chiếc xe đã qua sử dụng, còn ở trong cái condition. Mình có từ condition là điều kiện hoặc là tình trạng ha. Còn ở trong điều kiện tình trạng tốt, contact liên hệ Roy Long Extension. Số nội bộ là 8113. Bài đăng thì valid, mình có từ valid là có hiệu lực ha. Có hiệu lực từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6. I'm looking for, tôi đang tìm kiếm một chiếc xe đã qua sử dụng, còn ở trong cái tình trạng điều kiện tốt cho con trai của tôi, nó sẽ vào học trường đại học vào mùa thu này. Tôi muốn tìm mua một chiếc xe có 4 cửa với cái gas mileage là cái lượng tiêu hao xăng nè. Với cái lượng tiêu hao xăng tốt có nghĩa là không có bị hao xăng ha. The brand là cái nhãn hiệu cho chiếc xe thì không có quan trọng. As long as có nghĩa là miễn là đây. As long as miễn là ha. Nhãn hiệu của chiếc xe thì không quan trọng, miễn là nó không cần phải sửa chữa major. Mà có từ major là lớn, chính hay là quan trọng. Nó không cần phải sửa chữa gì lớn, không cần phải sửa chữa gì nhiều hay là nghiêm trọng. Minor dents, mình có từ dents là cái chỗ bị lõm, bị móp đen. Scratch là vết xước ha. Những cái chỗ bị lõm, móp hay là vết xước, minor là nhỏ thì cũng không sao, bởi vì tôi có cái ability. Mình có từ ability là khả năng, tôi có khả năng hay là tôi có thể fix là sửa chúng, được không nào? Mình có từ fix là sửa chữa ha. Tôi thích những cái features, mình có từ features, danh từ là đặc điểm hoặc là tính năng đi. Tôi thích những cái tính năng về brake, mình có từ brake là cái phanh hay là cái thắng đi. Về cái bộ thắng anti-lock là chống bó hay là chống làm cho xe bị trượt khi mà phanh á, và những cái túi khí. Vì cái safety là cái sự an toàn của con trai của tôi, nếu bạn có chiếc xe mà nó đã sử dụng được 4 đến 8 năm, và meets là đáp ứng nè. Meets là gặp gỡ, nhưng mà meets còn có nghĩa là đáp ứng nữa ha. Và nó đáp ứng những cái criteria là những cái tiêu chuẩn hay là tiêu chí. Nó đáp ứng những cái tiêu chí đã được listed, đã được liệt kê còn lại, thì vui lòng hãy gọi cho số điện thoại ở phía bên trên. Có 151, câu A mình có từ vehicle là xe cộ nói chung đi, danh từ vehicle là xe cộ ha. Tiếp câu 152, câu A mình có từ concern là lo lắng hay là lo ngại. Quan tâm, lo lắng hay là lo ngại ha. Câu A là ông ấy lo lắng về cái sự an toàn. Câu B mình có từ particular, có nghĩa là cụ thể hoặc là đặc biệt. Particular, cụ thể hoặc là đặc biệt ha. Rồi tiếp câu C mình có từ perform là thực hiện nè. Động từ perform là thực hiện ha. Ok. Câu 153 đến câu 155 đây là một cái article, bài báo ha. Câu 153, what is the main topic, chủ đề chính của cái bài báo là gì? Đây là dạng câu hỏi về mục đích của bài báo, phải không nào? Đối với dạng này thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc lại đầu hoặc đoạn cuối của bài báo ha. Câu A trước nào. Một cái chương trình news tin tức vừa mới được tạo ra. Câu B, producer, một cái nhà sản xuất truyền hình cáp, được về hưu. Câu C, một nhân viên mới được hire, mới được thuê tuyển. Câu D, một cái sự thay đổi trong cái giờ broadcast, là giờ phát sóng. Rồi bây giờ mình vào đoạn đầu của bài báo trước em nha, cùng đọc nào. Sau cái tựa đề là gì? Changes, những cái thay đổi ở CCT News. Có một cái đáp án là thay đổi là câu nào vậy em? Câu D, form nào? Câu D là gì? Một cái thay đổi trong cái giờ hay là cái thời gian phát sóng. Em dò xem có phải như vậy hay không? CCT News là một cái hãng tin tức truyền hình cáp được xem nhiều nhất trong nước, vừa mới hire, thuê tuyển Craig O'Connell trở thành anchor, là phát thanh viên mới cho các bản tin 8 giờ của nó. Mr. O'Connell sẽ take over, tiếp quản cho, thay thế cho Pauline Fields, một anchor, một phát thanh viên đã retire, đã về hưu vào tháng trước sau 20 năm làm việc. Vậy cái đoạn này không có nói gì về cái sự thay đổi trong cái thời gian hay là cái giờ phát sóng, phải không nào? Mà nó nói về cái sự thay đổi phát thanh viên cho cái chương trình tin tức lúc 8 giờ, phải không?
Greg O'Connell, một phát thanh viên mới được thuê để mà thay thế cho Pauline Field, cái người mà đã về hưu. Vậy đáp án là câu nào về em? Câu nào là tuyển người mới? À, câu C phải không nào? Ok. Câu 154, điều gì được chỉ ra được nói về George MacDonald về từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Ông ấy là The Head, người đứng đầu Cork County Lecturer. Câu B, ông ấy làm việc như là hay là đóng vai trò là một cái anchor, phát thanh viên temporary tạm thời. Câu C, ông ấy sẽ take over, tiếp quản cho công việc của Miss Fields. Câu D, ông ấy đã làm việc với lại Mr. O'Connell trước đây. Sau đây mình sẽ cùng dò xem George MacDonald ở vị trí nào em nhé. Cùng dò nào. Dò tiếp nha, đoạn này có không? Không có phải không nào, đoạn tiếp theo. À đây có từ George MacDonald nè em, đọc đoạn này nha. George MacDonald, The Head, người đứng đầu của CCT News, rồi mình loại đáp án là câu A form nào? Bởi vì ông ấy không phải là người đứng đầu của Cork County Lecturer ha, mà là người đứng đầu của CCT News. Đọc tiếp nha, ông ấy nói rằng không thể nào vui hơn với cái người phát thanh viên mới của họ. Tôi lần đầu tiên đã gặp Greg. Greg ở đây chính là ai vậy em? Greg O'Connell, form nào? Trong lúc mà đang làm việc với cái vai trò là người sản xuất, nhà sản xuất tại WQZ và là một trong những người hâm mộ của ông ấy kể từ đó. Và em sẽ đáp án BCD câu nào gần nghĩa với câu này nhất. Câu B, ông ấy là một cái người phát thanh viên tạm thời, không phải phải không nào? Câu C, ông ấy sẽ đảm nhiệm, sẽ tiếp quản, thay thế cái công việc của Miss Fields, cũng không nói đến luôn em. Câu D, ông ấy đã từng làm việc với Mr. O'Connell trước đây. Rất có thể là câu này phải không nào? Tại vì trong câu này cũng có nhắc tới Mr. O'Connell. Và hai người này đã từng gặp nhau tại WQZ khi mà McDonald đang làm việc ở đây phải không nào? Nhưng mà cũng chưa chắc. Bây giờ mình phải dò xem Mr. O'Connell có từng làm việc tại WQZ hay không thì mới chắc ha. Biết đâu hai người này chỉ đơn thuần là gặp nhau thôi. Rồi bây giờ mình dò xem có chỗ nào nói về WQZ nữa hay không. Ở đây form nào đọc câu này thử nha. His broadcast. Những cái chương trình phát sóng của ông ấy á, thì trở nên ngày càng phổ biến. Của ông ấy là của ai? Đọc cái câu ở phía trước nữa cho biết nha. Follow that. Sau đó thì Mr. O'Connell nhận một cái vị trí công việc như là một trợ lý phát thanh viên tin tức tại một cái đài truyền hình địa phương. Những cái chương trình phát sóng của ông ấy thì trở nên ngày càng phổ biến và 2 năm sau, ông ấy được đề nghị được cung cấp một cái công việc như là trưởng phát thanh viên tại WQZ. Vậy có nghĩa là Mr. O'Connell cũng đã từng làm việc tại đây, phải không nào? Vậy đáp án là câu, à câu đi ha. Câu 155, cái công việc gần đây nhất của Mr. O'Connell là gì? Vậy từ khóa chính là most recent job, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Staff writer, một nhân viên viết bài. Câu B, editor, biên tập viên thời sự tin tức. Câu C, broadcaster, phát thanh viên. Câu D, producer, nhà sản xuất. Rồi bây giờ mình cùng dò em nhé, câu cuối cùng mình dò đoạn cuối trước ha. Cùng đọc nào. First night, đêm đầu tiên được lên sóng phát sóng của Mr. O'Connell sẽ là ngày 7 tháng 5. Until then, cho đến lúc đó thì Richard Marshall sẽ thực hiện cái vai trò như là một anchor, phát thanh viên tạm thời. Vậy không có nói gì đến cái việc, cái công việc gần đây nhất mà Mr. O'Connell đã làm phải không nào? Và mình dò ngược lên cái đoạn số 2 đi em. Đoạn số 2 chưa có dò hết nè. Ok, cùng đọc nha. Mr. O'Connell có experience, kinh nghiệm extensive, sâu rộng trong ngành. Như là một reporter, là phóng viên veteran, thì ông ấy đã bắt đầu như là một writer, một người viết tin tức cộng đồng cho Cork County Lecturer. Sau đó thì tốt nghiệp cái khóa học biên tập Headline News trong 5 năm. Following that, sau đó thì Mr. O'Connell đã nhận cái công việc như là một assistant trợ lý phát thanh viên tin tức tại một cái đài truyền hình địa phương. Những cái chương trình phát sóng của ông ấy thì trở nên ngày càng phổ biến và 2 năm sau thì ông ấy đã được cung cấp đề nghị một cái công việc như là một trưởng phát thanh viên tại WQZ Nightly News. Sau 10 năm làm việc tại đó thì ông ấy đã rời khỏi WQZ bởi vì cái vị trí mới tại CCT News. Vậy thì em xem nè, hiện tại thì ông ấy sẽ nhận một cái vị trí mới tại CCT News phải không nào? Vậy cái công việc mà gần đây nhất ông ấy đã làm là ở đâu vậy em? À, WQZ phải không nào? Và công việc ở đó chính là phát thanh viên trưởng phải không? Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu C ha. Broadcaster nó bằng với là cái từ anchor là phát thanh viên đó. Sẽ cùng hệ thống là những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Changes, những cái sự thay đổi ở CCT News. CCT News, một cái news station, một cái đài hay là hãng tin tức thời sự truyền hình cáp được xem nhiều nhất ở trong nước, vừa mới hire là thuê hay là tuyển ha. Vừa mới thuê tuyển Greg O'Connell trở thành anchor là phát thanh viên của một cái bản tin đây. Vừa mới thuê tuyển một cái người phát thanh viên cho cái bản tin 8 giờ của nó. Mr. O'Connell sẽ take over, bằng cái từ take over là tiếp quản đây. Mr. O'Connell sẽ tiếp quản cho Pauline Fields, một phát thanh viên cái người đã retire là về hưu ha.
Retire, động từ là về hưu. Người đã về hưu vào tháng trước sau 20 năm làm việc. Mr. O'Connell thì có experience, kinh nghiệm extensive là sâu rộng đấy. Có kinh nghiệm sâu rộng trong ngành, như là một reporter. Reporter là phóng viên ha. Như là một phóng viên veteran là kỳ cựu. Như là một phóng viên kỳ cựu thì ông ấy đã bắt đầu. Như là một writer, một người viết news, bản tin thời sự, community, cộng đồng cho cái tờ báo Clark County Ledger. Sau đó thì graduated, đã tốt nghiệp, đã hoàn tất cái khóa học biên tập những cái bản tin, chính những cái bản tin ở trang đầu trong 5 năm. Following that, sau đó thì Mr. O'Connell đã nhận một cái vị trí, một cái công việc như là một assistant, trợ lý phát thanh viên tin tức thời sự tại một cái đài truyền hình địa phương. His broadcast, mình có từ broadcast, từ này vừa là động từ vừa là danh từ. Động từ có nghĩa là phát thanh, còn danh từ là chương trình phát thanh ha. Những cái chương trình phát thanh của ông ấy thì trở nên ngày càng phổ biến. Và 2 năm sau thì ông ấy được cung cấp, được đề nghị một cái công việc như là trưởng phát thanh viên tại WQZ Nightly News. Sau 10 năm làm cái công việc này thì ông ấy đã rời khỏi WQZ bởi vì cái position là cái vị trí ha. Bởi vì cái vị trí, cái vai trò mới tại CCT News, Chuck McDonald, người đứng đầu của CCT News, đã nói rằng ông ấy không thể nào vui hơn, có nghĩa là rất là vui với cái người phát thanh viên mới của họ. Tôi đã gặp Greg lần đầu tiên trong lúc mà làm việc với cái vai trò là producer, là nhà sản xuất tại WQZ, và đã là một trong những cái fan hâm mộ của ông ấy kể từ đó. Ông ấy nói rằng, ông ấy nói như vậy ha. Ông ấy là một cái exemplary newscaster, mình có từ newscaster, nó bằng với từ anchor, có nghĩa là phát thanh viên luôn đấy. Ông ấy là một newscaster, phát thanh viên exemplary, là gương mẫu hay là mẫu mực ha. Exemplary, gương mẫu hay là mẫu mực. Ông ấy là một phát thanh viên gương mẫu, mẫu mực, cái người mà mang được cả charisma. Charisma là cái sự thu hút, lôi cuốn ha. Cái người mà mang được cả cái sự thu hút, lôi cuốn và cái spirit là cái tinh thần, spirit, tinh thần ha. Và cái tinh thần investigative là điều tra, khám phá sự thật. Và cái công việc được không nào? Rồi Mr. O'Connell, first night, đêm đầu tiên, on the air, mình có từ on the air có nghĩa là lên sóng hay là phát sóng ha. Đêm đầu tiên được lên sóng phát sóng của Mr. O'Connell sẽ là ngày 7 tháng 5. Until then, cho đến lúc đó thì Richard Marshall sẽ thực hiện cái vai trò như là một anchor, một phát thanh viên temporary là tạm thời. Ở thề, có 155, câu C mình có từ broadcaster. Broadcaster nó bằng với từ newscaster và nó bằng với từ anchor, có nghĩa là phát thanh viên luôn nè. Broadcaster, newscaster và anchor, phát thanh viên ha. Câu 156 đến câu 157, đây là một cái online form ha. Câu 156, cái điều gì được chỉ ra, được nói về Caesar Half Marathon, về từ khóa chính là cuộc thi marathon này, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Nó bắt đầu vào lúc 12:30 trưa. Câu B, nó là một cái sự kiện annual hàng năm tại Erie Shore. Câu C, nó chấp nhận những cái entrants từ khắp nơi trên đất nước. Câu D, nó sẽ được broadcast, phát sóng trực tiếp trên TV. Sau bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa đang ở vị trí nào em nha. Câu đầu tiên mình dò từ đầu luôn ha. Ở đây form nào đã cùng đọc nha. Register, hãy đăng ký ngay bây giờ cho cuộc thi Caesar Half Marathon và nhận được một cái t-shirt, áo thun free, miễn phí và những cái món đồ khác in the mail trong hộp thư của bạn. Once, một khi mà bạn đã nộp cái payment, số tiền thanh toán của bạn, thì tên và thông tin của bạn sẽ được enter, được nhập vào trong hệ thống của chúng tôi và bạn sẽ được email một cái mã số identification, nhận diện. Vui lòng hãy giữ cái số này bởi vì bạn sẽ cần provide, cung cấp nó cho một trong những người tình nguyện của chúng tôi trước cuộc thi. Không có thông tin nào liên quan đến đáp án cả, phải không nào? Và mình dò tiếp đi. Đoạn tiếp theo là general information, thông tin chung về Robert Joyce, là một cái người đăng ký tham gia thôi. Vậy chắc chắn là đoạn này sẽ không nói gì về cuộc thi rồi. Mình dò tiếp đi. Payment information là cái thông tin thanh toán, cũng sẽ không nói gì về cuộc thi rồi, phải không nào? Bây giờ đoạn cuối luôn nha. Join, hãy tham gia cùng với hundreds of, hàng trăm runners, những vận động viên professional, chuyên nghiệp và amateur là không chuyên, từ across the nation, khắp nơi trên đất nước, trong cuộc thi Half Marathon vào ngày 28 tháng 6 ở Erie Shore, Ohio. Vậy thì em xem nào, có một cái đáp án là khắp đất nước là câu nào vậy em? Câu C là gì? Nó chấp nhận những cái entrance từ khắp nơi trên đất nước. Rất có thể là câu C, phải không nào? Mặc dù mình không biết từ entrance là gì, nhưng mình có thể đoán loáng thoáng nó là người tham dự, phải không nào? Nhưng chưa chắc thì mình cứ để đó, mình đọc tiếp ha. Rồi, nó diễn ra vào ngày 28 tháng 6 ở Erie Shore. Có một cái đáp án là Erie Shore là câu nào vậy em? Câu B, phải không?
Nó diễn ra tại Arisho là đúng rồi, nhưng có nói nó là cái sự kiện hàng năm không? Không nói như vậy phải không nào? Rồi, câu A, nó bắt đầu vào lúc 12:30 trưa. Cũng không nói luôn phải không? Rồi mình đọc tiếp đi em cho chắc nha. Please, vui lòng hãy nhớ drink, uống thật nhiều nước và ăn thật nhiều những cái món ăn, cái thực phẩm tốt cho sức khỏe trước cái ngày diễn ra cuộc thi. Attendance, những người tham dự thì sẽ be on hand, sẽ có mặt kịp thời trong trường hợp mà bị kiệt sức vì nóng hoặc là những cái vấn đề về mặt y khoa khác. Vậy thì em xem đáp án chắc chắn là câu gì rồi? À, câu C phải không? Tại vì á, câu A không đề cập nè, câu B cũng không đề cập, câu D nó sẽ được phát sóng trực tiếp trên TV cũng không đề cập luôn. Chỉ có thể là câu C thôi em ha. Và thực tế thì cái từ entrance ở đây á, có nghĩa là người đăng ký tham dự một cái sự kiện hay là cuộc thi nào đó ha. Câu C là nó chấp nhận những cái người đăng ký từ khắp nơi trên đất nước, được không nào? Câu 157, cái gì sẽ được gửi đến nhà của Robert Joyce? Xe bán trước nha câu A. Một cái số nhận diện. Cái này là sai rồi nè, phải không nào? Cái này lúc nãy đọc là sẽ gửi qua đâu? Qua email, phải không nào? Tiếp nha câu B, một cái đôi giày. Câu C, một cái món đồ quần áo. Câu D, một cái hóa đơn thanh toán. Rồi bây giờ em dò nè, xem Robert Joyce là ai vậy? Robert Joyce chính là người đăng ký tham gia cuộc thi này, phải không nào? Một lúc nãy mình đọc rồi, cái người đăng ký tham gia cuộc thi sẽ nhận được một cái t-shirt, áo thun miễn phí và những cái món đồ khác được gửi đến trong cái mail, là cái hộp thư ở phía trước nhà của mỗi người đó em. Vậy chắc chắn là sẽ được nhận một cái áo thun rồi, phải không nào? Áo thun là câu nào? À, câu C phải không? Là một cái món quần áo ha. Sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Đầu tiên mình có từ seaside là bờ biển nè. Half marathon là cuộc thi marathon chạy khoảng 21 km. Còn full marathon là chạy gấp đôi lên, có nghĩa là 42 km ha. Cuộc thi half marathon ở bờ biển. Register, động từ là đăng ký đây. Hãy đăng ký ngay hôm nay cho cuộc thi CISA Half Marathon và nhận được một cái t-shirt, một cái áo thun miễn phí và những cái món đồ khác trong cái hộp thư của bạn. Once, một khi mà bạn submit là nộp đó em. Payment là sự thanh toán hay là tiền thanh toán ha. Một khi bạn nộp cái tiền thanh toán của bạn thì tên và thông tin của bạn sẽ được enter, được nhập vào trong cái system, hệ thống của chúng tôi và bạn sẽ được gửi email một cái mã số identification là nhận diện hay là xác nhận đó em. Bạn sẽ được gửi một cái mã số nhận diện hay là xác nhận ha. Vui lòng hãy giữ cái số này bởi vì bạn sẽ cần cung cấp nó cho một trong những cái volunteer là người tình nguyện đó. Một trong những tình nguyện viên của chúng tôi trước cái race, mình có từ race là cuộc đua đó em. Trước khi cuộc đua diễn ra ha. Rồi tiếp, general information, thông tin chung. Tên là Robert Joyce, đây là địa chỉ nhà ha. Bạn có muốn receive, nhận được cái áo thun miễn phí, một cái chai nước và một cái headband, một cái băng hay là cái giải buộc đầu không? Yes là có nè, no là không. Thì Robert Joyce click vào yes ha. Rồi tiếp, bạn có muốn nhận được cái email cập nhật về những cái cuộc đua và những cái sự kiện khác không? Thì yes có nè. Rồi tiếp, if so, nếu như vậy thì hãy nhập cái email của bạn ở đây. Rồi đây là email ha. Payment information, thông tin thanh toán. Credit card là thẻ tín dụng. Debit card là thẻ ghi nợ ha. Company, công ty, đây là tên công ty nè em. Đây là cái mã số của card ha. Security code là cái mã an ninh đó. Security là bảo vệ hay là an ninh. Billing address là cái địa chỉ xuất hóa đơn ha. Same as home address là giống với là địa chỉ nhà. Expiration day, mình có từ expiration là hết hạn đây. Expiration date là ngày hết hạn ha. Rồi tiếp, join, hãy tham gia cùng với hundreds of là hàng trăm những runners, vận động viên. Professional là chuyên nghiệp đây. Professional là chuyên nghiệp ha. Trái nghĩa với professional đó là amateur, có nghĩa là nghiệp dư hoặc là không chuyên ha. Amateur, nghiệp dư hay là không chuyên. Hãy tham gia cùng với hàng trăm những vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên từ khắp nơi trên đất nước trong cái cuộc thi đấu Half Marathon vào ngày 28 tháng 6 ở bờ biển Arisho, Ohio. Vui lòng hãy nhớ uống thật nhiều nước và ăn thật nhiều những cái thực phẩm, những cái món ăn tốt cho sức khỏe trước the day, trước cái ngày diễn ra cuộc thi, cuộc đua. Attendance, những người tham dự sẽ be on hand là có mặt kịp thời đấy em. Be on hand là có mặt kịp thời ha. Những người tham dự có nghĩa là những cái người tình nguyện viên á, sẽ có mặt kịp thời. In case, mình có từ case là trường hợp, sẽ có mặt kịp thời trong trường hợp exhaustion là kiệt sức đấy em. Kiệt sức ha. Trong trường hợp kiệt sức vì nóng hoặc là những cái difficulties, những cái sự khó khăn, những cái vấn đề medical là y tế hay là y khoa, những cái vấn đề về mặt y khoa khác. Câu 156, câu C mình có từ entrant là người đăng ký tham gia một cái gì đó ha.
người đăng ký tham dự, tham gia một cái sự kiện hay là cái gì đó. Câu tiên mình có từ broadcast, động từ là phát sóng đi. Phát sóng hay là phát thanh ha. Ok. Câu 158 đến câu 161, đây là một cái information, thông tin ha. Câu 158, what advice? Cái lời khuyên gì thì được bao gồm trong cái information, cái thông tin. Vậy từ khóa chính là advice for hôm nào? Sẽ bán trước nha câu A. Sử dụng coupons, phiếu khuyến mãi cho những cái lần mua sắm ở cửa hàng quà tặng, câu B. Booking, đặt chỗ ahead of time, trước cho những cái nhóm lớn, nhóm đông người. Câu C. Making reservation, đặt chỗ trước cho cái việc đến tham quan vào cuối tuần. Câu D. Tuân theo cái path, cái con đường được designated thông qua tòa nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò nghe câu đầu tiên, mình dò từ đầu luôn nha. Cùng đọc nào. Visitors, những khách tham quan và những cái nhóm tham quan thì được chào đón đến để mà xem, tham quan cái Bennett House, cái tòa nhà này từ thứ 3 đến thứ 7, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những cái nhóm mà từ 10 người trở lên á, thì được yêu cầu là make reservations, đặt chỗ trước 1 ngày. A day in advance, đặt chỗ trước 1 ngày. Những ai mà fail to, không làm như vậy thì có thể là phải face, đối mặt với lại cái thời gian chờ đợi đáng kể. Có nghĩa là họ khuyên làm gì vậy em? Họ khuyên những cái nhóm mà từ 10 người trở lên, là những cái nhóm mà đông người đó, phải đặt chỗ trước 1 ngày, chứ không là phải chờ đợi rất là lâu, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy? À, câu B ha. Cái lời khuyên là hãy đặt chỗ trước cho những cái nhóm lớn, những cái nhóm đông người. Câu 159. Cái gì available sẽ có sẵn đối với trường hợp là trả thêm phí? Về từ khóa chính là additional charge, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Những cái tài liệu promotional, quảng cáo mà có chứa những cái hình ảnh, câu B. Những cái tour tham quan một ngôi nhà mà được hướng dẫn, có người hướng dẫn, câu C. Admission, cái việc vào cổng tham gia vào các buổi triển lãm hình ảnh, câu D. Shipping, vận chuyển hay là giao những cái souvenirs, quà lưu niệm đã được mua. Sau đây mình sẽ cùng vào xem từ khóa additional charge đang ở vị trí nào em nhé. Giờ tiếp nào. Ở đây có từ admission giống với trong đáp án này, đọc thử nha. Cái việc vào cổng thì miễn phí, có nghĩa là việc vào cổng tham quan cái ngôi nhà Bennett House là miễn phí nè, phải không nào? Vậy đâu có nói đến tốn thêm phí đâu. Bỏ con này đi em, giờ tiếp nha, xem chỗ nào nói về phí á. À, đây có từ fee là phí nè em, $25. Và có cái từ guided visits, nó giống với từ guided tour nữa, phải không nào? Đọc câu này thử nha. Cái tòa nhà Bennett House thì cũng có thể arrange, sắp xếp những cái chuyến tham quan mà có người hướng dẫn, được hướng dẫn, dành cho học sinh, sinh viên và những cái nhóm tham quan ở một cái mức phí là $25. Vậy có nghĩa là tốn thêm một cái mức phí là $25 thì họ sẽ được tham gia vào những cái chuyến tham quan mà được hướng dẫn, có người hướng dẫn, phải không nào? Và đáp án là câu nào vậy em? À, cô Bi, phải không? Là những cái chuyến tham quan cái ngôi nhà mà được hướng dẫn, có người hướng dẫn ha. Câu 160, cái điều gì không được chỉ ra, không được nói về cái ngôi nhà này? Đó là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc về từng đáp án em nha. Câu A trước nào. Nó bán keepsakes. Thật ra mình có từ keepsakes là quà lưu niệm đấy em, thông qua một cái cửa hàng bán lẻ. Về từ khóa chính là keepsakes và retail establishment, phải không nào? Rồi em giờ xem có hay không. Đoạn này không có, phải không nào? Tiếp theo đi em. À, đây có từ souvenirs là quà lưu niệm nè, bằng nghĩa với từ keepsakes là câu này nha. Một cái boutique là cửa hàng nhỏ đó, một cái cửa hàng quà tặng nhỏ, và một cái quán trà thì nằm ở gần cái lối ra. Boutique nè, quà lưu niệm nè, áo thun, hộp trà và tách trà thì có thể được mua ở đó. Có nghĩa là quà lưu niệm đen thì được bán ở cái cửa hàng này, phải không nào? Mà cửa hàng này chính là cửa hàng bán lẻ chứ gì nữa. Vậy có ai có đề cập đến, có nói đến ha. Tiếp câu B. Nó cung cấp cái pamphlets. Mới có từ pamphlet là tập quảng cáo đem. Nó cung cấp những cái tập quảng cáo, miêu tả, mô tả cho tất cả những vị khách. Về từ khóa chính là pamphlet, phải không nào? Em giờ xem có không. Ở đây có từ brochures là tờ rơi, tờ quảng cáo, nó bằng nghĩa với từ pamphlet, phải không nào? Là câu này thử nha. All guests, tất cả những vị khách sẽ nhận được những cái tờ quảng cáo có chứa thông tin bao gồm lịch sử nè, và lịch sử và sự thật về cái ngôi nhà này. Vậy thì họ sẽ nhận được những cái tập quảng cáo có chứa thông tin miêu tả về lịch sử và những cái sự thật về ngôi nhà này. Vậy là cô B cứ đề cập luôn, phải không nào? Rồi tiếp câu C nha. Nó đóng cửa một cách tạm thời trong suốt cái khoảng thời gian mà có ít khách tham quan, khách du lịch. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? Close và few tourists, phải không nào? Rồi em giờ xem nó nằm ở vị trí nào. Ở đây có từ not be open, không có mở, có nghĩa là đóng nè, phải không nào? Ở đây cũng có từ close nữa em, đọc đoạn này thử nha. Cái gift shop, cái cửa hàng quà tặng á, thì sẽ không có mở cửa trong suốt cái off season. Mình có từ off season là cái mùa thấp điểm, cái mùa mà có ít khách du lịch đấy em. Cô dịch lại nha, cái cửa hàng quà tặng á, thì sẽ không mở cửa trong cái off season là cái mùa mà có ít khách tham quan, khách du lịch từ tháng 1 đến tháng 3. Nhưng mà cái khu vực còn lại của cái địa điểm cơ sở này của chúng tôi đó thì sẽ vẫn remain in operation, vẫn hoạt động. Bennett House
đóng cửa vào tất cả những cái ngày nghỉ lễ. Vậy thì em xem nè, vào cái mùa mà có ít khách du lịch là off season đó, thì cái Bennett House này có đóng cửa hay không? Không, mà chỉ có cái gift shop đó đóng cửa thôi phải không nào? Còn lại Bennett House vẫn hoạt động bình thường, và Bennett House chỉ đóng cửa vào ngày lễ thôi. Vậy câu C là sai phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Chắc chắn là câu C rồi ha. Ok. Câu 161 ở vị trí nào là đánh số 1, 2, 3, 4 thì câu sau thuộc về đọc câu nào kép trước nha. Tất cả những cái proceeds là số tiền thu được từ những cái món hàng mà được bán á, thì sẽ dùng để preservation, gìn giữ bảo tồn cái tòa nhà lịch sử này. Vậy câu này đang nói về việc bán hàng phải không nào? Mà bán hàng thì có vị trí số mấy thôi em? Vị trí số 4 phải không? Nó đang nói về việc bán những cái quà lưu niệm hay là bưu thiếp đó. Em đọc lại nè. Những cái bưu thiếp, quà lưu niệm, áo thun, hộp trà và những cái tách trà thì có thể được mua tại cửa hàng đó. Và những tất cả những cái số tiền thu được từ những cái mặt hàng mà bán được á sẽ được dùng để gìn giữ bảo tồn cho cái tòa nhà lịch sử này. Rất là liên kết phải không nào? Đáp án là câu đi ha. Sẽ cùng nhau hệ thống lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Đây là một cái trang web mình có từ home là trang chủ, visit, tham quan, history, lịch sử, map, bản đồ, location, địa điểm, vị trí, contact, liên hệ. Trang web này đang ở một home là trang chủ ha. Visitors, những vị khách tham quan và những nhóm tham quan thì được chào đón để mà xem hay là tham quan cái ngôi nhà Bennett House từ thứ 3 đến thứ 7, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những cái nhóm mà từ 10 người trở lên á, thì được yêu cầu, được khuyên là make reservations. Mình có từ make reservations là đặt chỗ đây. Được yêu cầu, được khuyên là đặt chỗ a day in advance. In advance là trước, a day in advance là trước một ngày ha. Those, những ai mà fail to, mình có từ fail to do something là không làm gì hay là không chịu làm gì ha. Những ai mà không làm như vậy thì có thể face, đối mặt với lại cái khoảng thời gian chờ significant là đáng kể đây, nhiều hay là đáng kể ha. Có nghĩa là phải chờ lâu đó. Admission là cái việc vào cổng hay là cái sự vào một cái nơi nào đó, được không nào? Ở đây là việc vào cổng ha. Cái việc vào cổng hay là cái việc vào cái ngôi nhà này để tham quan á thì free là miễn phí. Nhưng mà những cái hộp tiền, những cái thùng tiền thì được đặt tại cái entrance là lối vào hay là cổng vào đây. Tại lối vào và cái cửa hàng quà tặng, nơi mà donation là sự quyên góp hay là sự quyên tặng ha. Donation, sự quyên góp hay là sự quyên tặng. Nơi mà những cái sự quyên góp, sự quyên tặng thì được đón nhận một cách gratefully, là một cách biết ơn đấy. Mình có từ grateful là biết ơn ha. Gratefully là một cách biết ơn, được không nào? Nơi mà những cái sự quyên góp, quyên tặng thì được đón nhận với tấm lòng biết ơn ha. Ngôi nhà Bennett House thì cũng có thể arrange, sắp xếp những cái chuyến tham quan được hướng dẫn, có người hướng dẫn dành cho học sinh, sinh viên hoặc là những cái nhóm tham quan ở một cái flat fee, là một cái mức phí cố định là 25 đô. Tất cả những vị khách sẽ nhận được brochures, những cái tờ quảng cáo có chứa thông tin bao gồm thông tin về lịch sử và những cái sự thật thực tế về cái ngôi nhà era thời đại Victoria, nghệ thuật và những cái furniture, đồ đạc hay là đồ nội thất được chứa bên trong những căn phòng. Những cái tờ rơi này thì cũng chứa những cái bức ảnh và biography, mình có từ biography có nghĩa là tiểu sử ha. Những cái tiểu sử ngắn tóm tắt về inhabitants là những người cư ngụ hay là những người sinh sống ha, về những người sinh sống former là trước hay là trước đây, về những người sinh sống trước đây của ngôi nhà này. Một cái boutique, mình có từ boutique là cửa hàng nhỏ đây, một cái cửa hàng quà tặng nhỏ và một cái quán trà thì được nằm ở gần cái exit là cái lối ra ha. Những cái bưu thiếp nè, quà lưu niệm, áo thun, tins là lon nè, lon hay là hộp ha. Những cái lon, những cái hộp trà và những cái tách trà thì cũng có thể được mua ở đó. Cái shop quà tặng này á, thì sẽ không có mở cửa trong suốt cái off season. Mình có từ off season là cái mùa vãn khách, cái mùa ít khách em. Nó trái nghĩa với từ peak season là mùa cao điểm ha. Peak season là mùa cao điểm, mùa mà có rất là nhiều khách tham quan du lịch. Còn off season là mùa vãn khách, mùa có ít khách du lịch. Từ tháng 1 đến tháng 3. Nhưng mà the rest, mình có từ rest là phần còn lại đêm hay là khu còn lại ha. Cái phần còn lại, cái khu còn lại của facilities là cái địa điểm hay là cái cơ sở của những cái cơ sở địa điểm của chúng tôi thì sẽ remain. Mình có từ remain là vẫn hay là vẫn còn ha. Operation là hoạt động hay là vận hành. Nhưng mà những cái khu còn lại của cái cơ sở địa điểm của chúng tôi á, thì vẫn hoạt động. Ngôi nhà Bennett House thì đóng cửa vào những tất cả những cái ngày lễ, được không nào? Câu 158. Cô Bi mình có từ ahead of time là trước đây. Cô Bi là đặt chỗ trước cho những cái lớn, cái nhóm mà lớn, nhóm đông ha. Rồi cô Đi mình có từ path, mình có từ path là đường đi hay là con đường đây. Designate có nghĩa là chỉ định hay là bố trí ha. Designate, chỉ định hay là bố trí.
Câu D là đi theo, tuân theo cái con đường được chỉ định qua cái tòa nhà. Câu 159, câu A mình có từ promotional. Promotion có 3 nghĩa. Thứ nhất là thăng tiến, thứ hai là quảng cáo, thứ ba là khuyến mãi. Ở đây có nghĩa là quảng cáo ha. Là những cái tài liệu quảng cáo chứa những cái hình ảnh. Câu 161, mình có từ proceed. Động từ là xúc tiến hay là tiến hành ha. Động từ là xúc tiến. Còn danh từ có nghĩa là số tiền thu được từ việc bán hàng ha. Proceed, số tiền thu được từ việc bán cái gì đó. Mình có từ reservation. Preservation, danh từ là cái sự bảo tồn, sự giữ gìn hay là cái sự bảo vệ ha. Sự giữ gìn hay là cái sự bảo tồn đó. Vậy câu này có nghĩa là tất cả những cái số tiền thu được từ việc bán những cái món đồ, những cái sản phẩm á, thì sẽ dành để gìn giữ, bảo tồn cái tòa nhà lịch sử này, được không nào?